Vùng núi Trung Du Bắc Bộ tiếp tục có điểm mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất rất cao. Thông tin chi tiết sẽ có trong phần cuối của 5 phút hôm nay. Xin kính chào, tạm biệt quý vị. Từ Hà Giang, Tuyên Quang sang Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi trên 70mm. Thời gian mưa to tập trung về đêm, mưa liên tục làm cho nền đất đá ở các khu vực này đã bão hòa, có thể xảy ra sạt lở bất cứ lúc nào. Quý vị nên hạn chế di chuyển vào ban đêm hay sáng sớm. Nếu buộc phải đi thì quý vị hãy chú ý. Khi thấy đất đá ở ta luy, sườn đồi núi ven đường sạt xuống, hãy lập tức dừng xe và chuyển hướng, không cố vượt qua.